Các bạn nha, mình review cho các bạn xem để cách mình xẻ gỗ để sản xuất thùng nuôi ong các bạn, sản xuất cầu nuôi ong các bạn. Đang xẻ gỗ tràm bông vàng các bạn, gỗ keo, nó gọi là gỗ keo các bạn. Các bạn đón xem ha, coi tới đâu nha. Thank you.
Thank you.
Thank you.